Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 20 tháng 1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ chiều và đêm ngày 20 tháng 1, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22 tháng 1, mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ đêm 20 tháng 1, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển rét. Từ ngày 22 tháng 1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ. Về thời tiết trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, từ chiều tối và đêm 20 tháng 1, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Từ ngày 22 tháng 1, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ chiều và đêm 22 tháng 1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, riêng Ninh Thuận đến Cà Mau từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ chiều ngày 20 đến 22 tháng 1, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 22 đến 24 tháng 1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm, ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Hà Nội thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.